everybody. In this video, I will show you how to add ing to verbs. So, in this video, we will talk about the time ing to look at yourself. Okay? I will show you how to do this. I will show you how ing to look at yourself. With most verbs, we add ing to the base forms. Chúng mình nên kể sắp phía chán, cứ dương bằng time ing tới lời tùm rụng đàm. Rồi bỏ kể sắp nút tay mà đó, cứ ở mình lại khăn này thế. Ủa thì họ đưa chữ biệt speak, bằng time ing tới chữ speaking. Biệt teach, tới chữ teaching. Biệt wash, tới chữ washing. Study, tới chữ studying. Listen, tới chữ listening. Go, tới chữ going. Chính xin mặt trong nơi tìm mũi cửa mình lẽ khăn này. Chính kia giả sắp hiện phía sáng giả kết bị lẽ khăn bởi vì cứ dùng mặt thái viết đàm ở đó. Ok. Hồi dưỡng đứng ấy thả ING mình xin lên ing. Chính xin lên viết bố cho mỗi đường phương trình này khác đám. Đối dưỡng khởi nhất biết speak. Chính khăn một ING nâng cứ khấy mình xin lên khắc. Dưỡng đưa chữ speaking, teach mình xin lên chất nâng khăn chống xì ếch nâng cứ đưa chữ teaching. Biết wash mình xin lên shh. Chính đưa chữ washing. Biết study. Why nữa cái này nó là mình xâm lấn giờ, có mọi chuyện lòng của biết yes chấp đam với why để bản tay study mình studying để studying studying. Tạm một tiếp biết listen mình xâm lấn nữa, nếu các đồng đang từ chia listening biết go từ chia going. Ok, như chỗ đó chúng mình tiếp. If a verb ends with e, drop e before adding ing. Chẳng mấy này ha, person ba kể sắp mình chọc đào ý, à sau e, từ lúc e dần, môn bằng time ing. Ok, là mới không có gì hả? Chẳng biết make, đại dân khơi nếu nó cứ mình chọc đợi y. Chẳng nhận đăng ấy thay cho bạn bỏ dưới là bê đại kì sạp đại mình chọc đợi y, từ lục y. Chẳng nhận lục y cháu, vừa dùng mình thả mạng chị. Chẳng biết make, từ chìa making. Biết write, nhận lục y cháu, bằng thả mạng chị, từ chìa writing. Biết manage, manage, nhận lục y cháu, từ chìa managing. Biết use, lục y cháu, từ chìa using. Chúng use vì miễn là biết chỉ verb không chỉ verb không chỉ verb không chỉ noun không bảo vệ chỉ verb cứ vì miễn xâm lấy như sau z nó càng trọng bảo vệ cho nên anh using become từ chỉ coming biết complete từ chỉ completing và tao mà điện exceptions như bỏ thà cả này được lẽ ở lấy những chấm năm mươi từ lời cả này được lẽ vì anh miễn sao này xâm bảo cả này được lẽ. Đối với việc bí dừng đăng ách thao viên chứa kê ở sạp đam bỏ is am I. Chẳng dừng ẩn đục ý ấy. Cứ dừng mình tham ing tại mà đâu. Bí đối với being. Ok. Và tao mà thiết biết C. Chẳng ai đập biết đây bằng chọc đây double E. Ở dừng khuyên biết đây bằng chọc đây double E. Cứ dừng ẩn đục tế. Đối với seeing. Biết flee đối với fleeing. Ok. Và tao mà thiết xâm rắc kê ở sạp đam bằng chọc đây IE. Đối với biết die. Cứ dừng ẩn lục y thế, chỉ cả này lực lén. Của sắp bắp hàng lưới dừng dễ thay dừng lục y. Bạn tác xâm rạp kìa sắp đây mình chọc đòi IE, cứ dừng tập đồ IE nâng thầy chiều Y chiều môn sân. Rồi hai bạn dừng bằng thảm IE chì. Chẳng đói thì chiều dying. Chẳng của kỳ học sinh thì đại sở điện nhiên đá được chiều phía thái. Để dừng bỏ thả chóng, chỉ nóng bỏ thả cả bạc cỏ. Chẳng dừng bắt đầu thì chiều Y, dừng bằng thảm IE chì. Thái thì chiều tying. Biết lie, để dừng bỏ thả của họ. Rồi có date, rồi có tùm rệt nâng. Tới chìa lying. Ok. Chúng cho đó lẽ khăn thứ 7. Number 3. With one syllable verbs that end with one vowel and one consonant, double the consonant before adding ing. Chẳng kể vậy thà, chứ mũi nên kể sắp đại miên mũi phiền mà mặn á. Đại bình chọc đại sạc mũi, nâng chung cho nhạc mũi. Tại bình thang chung cho nhạc nút, mũi tiết chìa môn sân, tớ bình thang ing. Đối biệt rắn như khơi nhá, cứ bình chọc đại sạc dư, hay nâng chung cho nhạc end. Sạc mũi chung cho nhạc mũi. Chẳng dừng bằng time chung như thế này là trong mùi tiết dẫn cứ end nâng rồi vào bằng time ing. Chẳng run thì chưa running. Biết sit cứ về bằng chọc đầy sạc i hay nâng t. Chẳng dừng double t rồi bằng time ing thì chưa sitting. Biết stop. Chẳng dừng double p rồi hay bằng time ing thì chưa stopping. Cả này lực lén. Cả này lực lén cứ dừng ăn what trong phút tiện mập xiên đầy bằng chọc đầy double u. Chẳng cả này dừng khơi double u. Vì viết bình chọc để sạc mũi chuyên dự nhạc đá, bằng tay dựng ở double này. Chẳng ai thấy khuyên tiện mập xiên để bình chọc để double dữ, cứ dựng ở double tiết tế, cứ dựng bằng time ing đem đó. Chẳng tiện nó dành bào, tôi chỉ bowing. Mình bố ấy là bố chỉ noun, dựng ăn bố, đặc biệt chỉ verb dựng ăn bào.
bit fix chẳng xem rạp bit đại mình chọn được x cơ dương ăn double x này cứ dương mình thay mà anh gì để mà đọc chẳng bit fix tôi chia fixing chẳng xem lấy x miễn xem lấy set nơi khoảng trống đấy miễn x x cho nên ăn fixing ta mà tiếp bit say bit đại mình chọn được y y vị trí semi vowel bây khác vị đạo chủ chia consonant bây khác vị đạo chủ chia vowel chẳng bit ở thì dương khinh địa bia đại mình chọn đại vai cái dương ạt double này dương ban chỉ chơi chuyên nghiệp được không chỉ nói chỉ muối hết ha chủng pu bia đại mình chọn đại vai ở miền lệ khăn này thế cứ dương mình thay hoàn chỉ chẳng bia say thì chỉ say okay so we continue to number four nói chủng nói tiếp buồn chủng nói tiếp buồn cái gì ta with two syllable verbs that are stressed on the second syllable and end with one vowel and one consonant double the consonant before adding ing chúng kể về thay chung muối nó kể sao đại miền pi chiều dừng về pi chiều quỳnh đại sông có sông lấy nửa lớp chiên thì một thì pi pro âm tiếng mình chọn đòi sạ muối đừng chuyên chuyên nhẹ muối rồi bằng time chuyên nhẹ nút muối sấn muối tiệt chiều muốn sấn từ bằng time ai chị đôi chỉ biết control trước biết control nó miền pi chiên hai biết nó cứ kể sông có sông lấy nửa lòng chiên thì pi hãy xua thang tao thứ mất mặt đắng dừng cho nằm về được luôn này của nó bây dưỡng sắc xá bởi dưỡng trong đơn thả tá biện năng stress được trong sinh thì môi được gặp sinh thì tí dưỡng ai su cứu rồi dưỡng ai check dictionary của nó không dictionary cứ kia bệnh trẻ thả biện năng kia stress được trong sinh này trong khi control cứ dưỡng stress được trong sinh là lớp sinh thì tí hai cái biện bệnh chọn đòi xạ môi trên dưỡng môi cứ O hay là L chẳng bởi sắc mà không lẹ khăn là cái nó cứ viên lẹ khăn tí thì môi cứ stress được trong sinh thì tí hàng môi tiết cứ viết trâu bệnh chọn cho môi năng xạ môi trên dưỡng môi đối lẹ khăn thì bày đại chẳng nó bây nó cứ dưỡng từ đọc L hay dương mà mình time ing chẳng biết nó giờ I'm controlling và tao mà tiệt begin biết nó cứ sừng cọt sầm lấy dương start ấy cứ dương sừng cọt lập tiệt gin sầm tổ lập chiên gin chiên tiệt tiệt chẳng như tôi double n mà mình time ing tôi chia beginning và tao mà tiệt prefer cứ dương sừng cọt sầm lấy lập chiên tiệt tiệt được kia chẳng vì mình chọn đời sắc y mũi hay mình chuyên cho này r mũi dùng double R hay bạn dùng mình thay mang chỉ từ chia preferring, okay, biệt control từ chia controlling, begin từ chia beginning, prefer từ chia preferring. Dùng trong năm biệt thiệp chúng muốn làm biệt sinh thiết đại sẽ điển khi đại miễn tìm chiêng đại đối chia biệt listen, phải nhé. Dùng start mới biệt listen dùng stress nó không chiêng thì mùi để nó đẹp chiêng thì pì. Bất sản bài dùng biệt thiệp mùi control, listen, control lớp chiêng thì pì, hay biệt listen nó không chiêng thì mùi. Chính sản phẩm biệt listen cứ dùng stress nó không chiên tí muối chẳng vì khoe lẽ khá này tôi với bệnh chọc đau sạc muối phim gì đẹp muối cái đó cứ dùng double này cứ dùng mình time ing đang đó bị visit cứ dùng stress nó không chiên tí muối cứ dùng mình time ing ở miền double thế của biết nó dùng stress nó không chiên tí muối chẳng lẽ khăn bỏ dương sầm đập chúng nói tí buồn nó cứ miên pì stress được lơ chiên tí pì hay tôi bệnh chọc đập chiên gì đẹp sạc muối phim gì đẹp muối và tao mới tiếp bị open cứ stress nó không chiên tí muối dùng ở miền double này đó hai cạn này lược lên mà đó cạn này lược lên trong phố biển travel nó cứ viết bên trong đời sạ bôi chuyện đẹp bôi phân tái biển nó ở stress lược nơi lược chiên thì pi để phân tái dưới nơi ta double l viết chia cạn này lược lên xem đạp thì sao ông lấy robot chạm của ông lấy cái hai thằng British English ok chân thọ đi tới trăm ra xem đạp biển travel nó cứ ở miền lệ khăn ấy đấy ở tập time ing tới ta double ok phân tái person bằng nơi không American English mình thì sao ông lấy xem đạp Amrit cứ biết nó cứ ở miền đập bộ đấy. Tụi bạn thấy I check dictionary và time bán. Ok. Còn tay lại khăn khẳng lớp xem tiết vì tìm mua đầu tiên buôn nó cứ đôi khi tặng British tặng American English cứ đôi khi tặng thì sao ông lấy sản phẩm trạng phục ông lấy nâng American còn đây sản phẩm biệt travel nó cứ khó khăn nha Amrit ở đập bộ đấy còn tại UK nó cứ trạng phục ông lấy cứ đập bộ ok hay dương miền tiếp xem tiết đôi chữ biệt cancel bị cancel nó có dùng stress nó không chiên thì mua đã dùng mình ăn cancel để nhà ăn cancel chẳng bị nó cứ nó không British English cứ dùng double L hay dùng mình thành ăn chỉ chẳng là bị đại miên cạn đấy lực đây là dùng double nó phía sáng cứ bên trong đều sọ L ok hay cancel nó không American English cứ ở miên double thì ok chẳng đó như thời trăm đẹp hắn hay xâm đạp cao mà thành ăn chỉ bỏ dương và phần nắng